tới. Xin cảm ơn. Và bằng cái nghề của Romania tại Việt Nam, toàn Lý Nhân Nghị. Đã tạo điều kiện rất là thuận lợi cho Kỳ có thể hoạt động và làm tốt vai trò lãnh sự Liên hiệp Romania tại Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt một cái nhiệm kỳ 4 năm. Và điều đó không hề dễ, bởi vì Kỳ là một cô gái xuất thân từ doanh nhân và nghệ sĩ, cũng chưa thể qua được tiếp tục được sự bổ nhiệm và tín nhiệm từ nước Romania cũng như từ phía bà Christina ủng hộ tinh thần để Kỳ có thể tái nhiệm kỳ lần thứ hai với vai trò lãnh sự danh dự này. Thì quá thật đây không phải là công lao của Kỳ, mà đó là công lao của tất cả những người đang cùng đồng hành với Kỳ, đó là sự hỗ trợ của các sở ban ngành và hỗ trợ của các doanh nghiệp đã giúp Kỳ, và tất cả đó là tình yêu thương của các anh chị em nghệ sĩ truyền thông đã giúp Kỳ truyền tải được rất nhiều thông điệp trong việc kết nối công việc, giao thương, quan hệ hữu nghị, kinh tế, văn hóa, và cho mọi người có thể tiếp cận và hiểu nhiều hơn đất nước thân thương giữa Việt Nam cũng như Romania. Điều cuối cùng Kỳ nghĩ rằng là không có gì tuyệt vời bằng trong lúc này, chỉ biết nói một lời cảm ơn vì không có sự giúp đỡ của mọi người và tất cả những người mà Kỳ yêu quý ở đây, từ hội viên nghiệp nghệ sĩ cho đến các lãnh đạo, thì sẽ không thể nào Kỳ làm tròn và làm tốt cái nhiệm vụ của mình cho suốt 4 năm và lại tiếp tục một hành trình 4 năm mới. Và Kỳ mong rằng Kỳ vẫn sẽ được yêu thương, được ủng hộ và được đồng hành và được mọi người giúp đỡ và che chở để Kỳ có thể làm tốt hơn cái vai trò của mình trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Romania. Cuối cùng Kỳ xin cảm ơn tất cả. Because before I'm forbidden the honorary consul, I was just a business woman, I was just an artist. But you put your trust in me. It was pressure at the first time. But then I was trying my best. I learned each day to become better every day. So I could help the relationship between Vietnam and Romania. And actually, I couldn't do that by myself. I would like to thanks to Ms. Thảo and also the Department of Foreign Affairs and also our friends, our business people, businessmen, businesswomen, and all our artists for helping me on this journey. Throughout 4 years, we have done a lot of things together. We have been helping a lot of community, societies, and especially the connections between Romania and Vietnam. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thưa quý vị, ngay bây giờ cho phép chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bà đại sứ của Romania, Christina Romila, sẽ trao một điều rất đặc biệt dành cho bà Lý Nhã Kỳ. Thưa quý vị, phó tổng giám đốc của Sở Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là người lên trao kính mời.